Cảnh tượng quen thuộc ở nhà máy nhiệt than của Trung Quốc. Khoảnh khắc cứu hộ trẻ em mắc kẹt trên mái nhà thoát dòng lũ cuốn trôi. Nối tay giải cứu người trong ô tô bị lũ cuốn. Bão Chan Thu gây lũ lụt tàn phá Chiết Giang và Phúc Kiến. Lũ lụt ở Quý Châu cuốn trôi nhà và chôn vùi xe cộ. Những đám mây kỳ dị trên bầu trời Cát Lâm. Lũ bất thường ở Pháp nhấn chìm cả dãy container. Lốc xoáy ập đến lật ngửa ô tô ở Italia. Du lịch núi lửa Iceland Volcano. Liên Phương kính chào quý vị khán giả đến với bản tin cập nhật thiên tai nhân họa và các hiện tượng kỳ lạ trên kênh TCT. Cảnh tượng quen thuộc ở nhà máy nhiệt than của Trung Quốc. Đây là cảnh nổ mìn thường thấy trong các mỏ khai thác than và nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc nhả những cột khói độc hại khổng lồ vào không khí. Công suất lắp đặt các nhà máy điện than mới của Trung Quốc trong năm 2020 gấp 3 lần so với tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Vào ngày 14 tháng 9, một liên minh gồm 35 tổ chức phi chính phủ đã gửi một lá thư tới ngân hàng Trung Quốc, yêu cầu ngân hàng này ngừng cấp vốn cho các dự án liên quan đến các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc ở nước ngoài. Khoảnh khắc cứu hộ trẻ em mắc kẹt trên mái nhà thoát dòng lũ cuốn ngày 13 tháng 9. Hôm 13 tháng 9, một nhóm cư dân mắc kẹt trên mái nhà khi nước lũ quét qua các đường phố ở Jamnagar, Gujarat, Ấn Độ. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã dùng dây để kéo lần lượt từng người. Tình huống người phụ nữ được kéo suýt bị rơi khá nguy hiểm. Sau đó, họ phải bắc một cây cầu bằng sắt để giải cứu lần lượt từng người. Trong video là tình huống cứu hộ một em bé. Nối tay giải cứu người trong ô tô bị lũ cuốn ngày 14 tháng 9. Đây là hình ảnh một chiếc ô tô đang bị lũ cuốn trôi trong trận lũ ngày 14 tháng 9 ở Gujarat, Ấn Độ. Nhiều người bám vào thân cây, nối tay từ trong ra cứu người trong chiếc ô tô. Chiếc xe bị dòng nước cuốn đi, nhiều ô tô khác cũng chung số phận. Bão Chan Thu gây lũ lụt tàn phá Chiết Giang và Phúc Kiến. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, cơn bão Chan Thu tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến. Đây là hình ảnh nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh như dông, sấm sét và mưa lớn. Lũ lụt ở Quý Châu cuốn trôi nhà. Lũ lụt ở Quý Châu cuốn trôi nhà và chôn vùi xe cộ. Cùng thời điểm mưa bão ở các tỉnh ven biển, Quý Châu cũng chịu ảnh hưởng của cơn hoàn lưu bão Chan Thu, xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở ở nhiều nơi, lũ cuốn trôi nhà cửa, chôn vùi xe cộ. Những đám mây kỳ dị trên bầu trời Cát Lâm. Khi Chan Thu đổ bộ đất liền hôm 13-14 tháng 9, nhiều nơi ở Trung Quốc mưa lớn, đường biến thành sông. Tại Cát Lâm xen kẽ những trận mưa xối xả, kéo dài là một loạt đám mây kỳ dị xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Lũ lụt bất thường ở Pháp nhấn chìm cả dãy container ngày 14 tháng 9.
Vào sáng ngày 14 tháng 9, một trận mưa lớn kèm theo gió và mưa đá đã ập đến khu vực Gat của Pháp. Thành phố Nice đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi thời tiết khắc nghiệt. Tại đây, một số dãy nhà bị ngập trong nước và bức tường bên ngoài của một nhà hàng địa phương bị sập. Điều kiện thời tiết xấu đã làm tắc nghẽn giao thông trên đường giữa Nîmes và Montpellier. Đây là cảnh tượng đoàn dài xe container chìm trong nước lũ. Lốc xoáy ập đến lật ngửa ô tô ở Italia ngày 10 tháng 9. Hôm 10 tháng 9 năm 2021, một cơn lốc xoáy chết người đã ập vào phía bắc bán đảo Pantelleria, Ý, con số thật đáng kinh ngạc, 2 người chết và 9 người bị thương. La Cinque Denti, đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mái của một số ngôi nhà bị thổi bay, nhiều chiếc xe bị gió lốc thổi bay, hất ngửa 4 bánh lên trời thành đống đổ nát. Du lịch núi lửa Iceland Volcano. Với những núi lửa đột ngột phun trào, chúng tàn phá thiên nhiên, gây nguy hiểm cho con người và sinh vật ở vùng rộng lớn xung quanh. Ngược lại với những núi lửa đã hoạt động ổn định, ngắm dòng dung nham nóng chảy đỏ rực tràn ra từ miệng núi lửa dường như là một trải nghiệm kỳ thú. Đây là hình ảnh đoàn khách du lịch trải nghiệm điều này từ hoàng hôn cho tới nửa đêm. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại cho TCT suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.